Sau đây là một số cái yếu tố anh em có thể phân biệt được cái hàng bâu Hồng Kông với hàng bâu sản xuất tại Việt Nam mình. Có nghĩa là hàng bâu ở Việt Nam mình thì đương nhiên là giá thành rẻ hơn rất nhiều anh em nhé. Nhưng anh em mình có thể nắm được một số kiến thức để lựa chọn cái sản phẩm mình ưng ý hơn nhất. Cái đầu tiên là về cái vỏ này, anh em mình cái vỏ nhé. Cái vỏ của nó sẽ là gỗ lạng. Anh em mình nếu như mà các bác mà mua ở Việt Nam mình thì chắc chắn là sẽ là xi dán giấy nhé. Nước cái là nước giấy dán, đây là gỗ lạng, cái chỗ này này. Đấy. Cái mặt này rất là đẹp anh em nhé, đầu tiên phải nói từ rất là đẹp. Đây là cái căng nhựa, căng nhựa. Căng thì bây giờ hàng Việt Nam mình cũng là căng nhựa, mình không nói đến những cái vỏ vân gỗ này. Là anh em đầu tiên là vân gỗ nhá, là nó là gỗ nặng. Và yếu tố thứ hai là anh em mình có thể thấy ở cái mặt bắt ván này, mặt bắt ván này nhá. Anh em nhìn thấy đây nó sẽ là ván dăm, ván dăm. Còn hàng Việt Nam mình thì mình đã thấy hiện tại là đang là ván mùn, nghĩa là mùn cơ giấy ép vậy nhá. Và yếu tố tiếp tục là anh em có thể thấy ở đây, đó là cái dây để anh em mình quấn vào bát tép là dây đồng một lõi, mà các màu nó sẽ khác nhau như này, xanh vàng rồi ở trong nữa là đỏ mi nâu anh em nhé. Và đương nhiên là hệ thống bóng đèn là cái tiếp tục, bóng đèn và trở lò xo. Bây giờ thì hàng Việt Nam mình thì bóng đèn và tụ thì tương đối giống, nhưng cái trở lò xo thì là không thấy có hiện tại thôi anh em nhé. Và tiếp tục là gì, sẽ có những cái tem, tem trong thùng này anh em thấy đây. Đấy, tem bâu nhé, tem bâu trong thùng đó. Mình thấy anh em có thể thấy đây. Đấy, tem bâu thường là hai góc này, bên này cái nữa này. Đấy. Và cái bát thì không nói là nhiều, bởi vì cái bát bây giờ thì hàng Việt Nam mình đã lắp bát Hồng Kông rồi. Đấy, có cả những bát Việt Nam, còn những bát Việt Nam thì phân biệt cực kỳ dễ luôn. Bát Việt Nam thì anh em nhìn nó rất là dại. Còn đây là bát Hồng Kông. Thì anh em mình phân biệt như sau. Thứ nhất là cái gân hơi xanh và cái màng xanh. Anh em thấy không? Đấy. Và nó sẽ thâm màu đen như này. Đó. Và yếu tố ở những cả những cái dây điện mà quấn cho tép cũng là dây đồng một lõi anh em nhé, đồng một lõi. Và tiếp tục là cái yếu tố ở cái vỏ thùng, anh em mình có thể nắm được là cái xốp chặn là phải xốp cứng chứ không phải là cái xốp mà anh em mình cả dạng như cái xốp trần thạch cao, nó không phải đâu nhé. Cái xốp rất cứng như này. Đấy. Và sẽ có sách này thì đôi khi là kể cả những bên mình đôi khi là bỏ ra khi là quên, nhưng thường là có, phải đến 99% là có cái quyển sách này. Nhưng đôi khi lúc mình đóng cho khách mình quên, mình vứt ra ngoài thôi, nên mình không bỏ vào thôi. Sách. Và tiếp tục là cái dây đai bâu này nó chỉ có ở một vế thôi nhá, ở một vế trên hoặc ở vế dưới khi anh em mình lộn thùng lên sẽ có. Và bình thường nếu như mà nó không bị bẩn, tay như vậy nó không bị bẩn quá này, như cái vỏ thùng này nó hai lớp mà cái vỏ này nó bẩn quá thường là bỏ đi thôi chứ không có vấn đề gì cả. Thường là mình vận chuyển bị bẩn thôi. Nó hai lớp thùng anh em nhé, và lớp thùng đằng sau xong rất là đẹp, nó có hình logo của bâu, cái vỏ thùng ở trong này này có hình logo của bâu anh em nhé. Đấy. Đấy là một số cái cơ bản nhất để anh em mình phân biệt được. Và đương nhiên là bâu Hồng Kông thì giá thành nó cao, phải nói là gấp đôi, nhiều lúc phải gấp 3 hàng bâu Việt Nam mình anh em nhé. Bâu Việt Nam mình nhiều bác có thể mua ở cái mức giá 1,2 triệu, 1,4 triệu, nhưng bâu Hồng Kông bên mình đang phân phối loại chuẩn như quảng cáo đây là 3,6 triệu bao ship, và giá bán tại nhà là 3,5 triệu anh em nhé, 3,5 triệu tại nhà. Đấy, anh em qua nhà mua thì là 3,5 triệu. Bản này thì chất lượng mình cảm thấy là rất là hay, nó phải được 8 trên 10 so với xịn anh em nhé. Đây là cảm âm của mình, còn như khi anh em đến thực tế thì anh em cảm âm của anh em, còn anh em có thể mỗi người một cái âm khác nhau. Đây âm của mình cảm nhận thấy là nó 8 trên 10 với xịn. Còn mình đã là người buôn bâu xịn rất là nhiều anh em nhé, rất là nhiều rồi nhé. Đây mình cảm nhận được điều đó. Và cảm ơn anh em đã theo dõi video này.